Được voi đòi tiên. Thật là mệt mỏi, hôm nay trời nắng quá. Ôi! Ông là ai? Ta là vị thần bị nhốt ở đây đã nhiều năm rồi. Nay nhờ có ngươi, ta mới thoát khỏi cuộc sống bị tù đày. Ta sẽ đền ơn ngươi. Từ giờ, những ước muốn của ngươi sẽ trở thành hiện thực. Nhưng ngươi nhớ nhé, phải suy nghĩ kỹ trước khi ước, vì ước muốn sẽ không được phép lặp lại. Đâu rồi? Cụ già đâu rồi? Ta đang nằm mơ sao? Đau quá! Như vậy là ta không nằm mơ. Xin hỏi, kinh thành cách đây bao xa hả bác? Ngài cứ đi thẳng, tầm 10 dặm nữa là tới kinh thành thôi. Ôi, nhìn ông ấy thật là giàu có. Ước gì mình cũng là thương gia nhỉ? Ôi, ta đã trở thành thương gia sao? Như vậy là cụ già ban nãy là thật. Ôi, vậy là mình cầu được ước thấy rồi. Ôi, làm thương gia cũng chỉ có một mình. Giá như mình trở thành hoàng tử, có nhiều người đi theo bảo vệ thì tuyệt biết mấy. Trời, ta đã trở thành hoàng tử thật sự rồi sao? Ôi, thích quá, thật là tuyệt. Ôi, là hoàng tử phải mặc bộ quần áo nặng trĩu, nóng nực nè. Thật là không thoải mái dưới cái nắng gay gắt của ánh mặt trời. Vậy thì ta muốn làm mặt trời. Được làm mặt trời, ta có thể ngắm nhìn vạn vật. Thật là thoải mái. Ôi, sao ta không nhìn thấy gì? Thì ra mặt trời còn thua mây. Thà rằng được làm mây còn hơn. Ôi, đau quá. Làm mây cũng chẳng sung sướng gì. Không vượt qua nổi vách núi cao sừng sững này. Thôi, ta muốn được làm một ngọn núi. Là ngọn núi sừng sững hiên ngang, có thể nhìn vạn vật. Mình quyết định thật đúng đắn. Ôi, đau quá, đau quá. Có chuyện gì vậy? Ôi, đau quá. Đừng bổ nữa, đừng bổ nữa. Làm sao ngọn núi cũng không được yên thế này. Cụ già ơi, cụ cứu tôi với. Tôi không muốn làm ngọn núi nữa. Tôi muốn được trở thành một người thợ đẽo đá như ngày xưa. Ta rất tiếc, điều ước này của ngươi ta không thực hiện được. Chẳng phải ta đã từng nói ngươi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi ước đó sao? Tôi xin ngài giúp tôi lần nữa thôi. Tôi muốn được trở về làm người thợ đẽo đá ngày nào. Tôi không muốn làm ngọn núi để thiên hạ ngày ngày đục đẽo. Ngươi thật tham lam, ngươi không bao giờ hài lòng với bản thân mình. Với những gì mình có, người luôn đem mình ra so sánh với những người khác, không nhận ra được mình cần gì và muốn gì. Người có biết, ai cũng phải trải qua khó khăn rồi mới đến hạnh phúc. Người luôn muốn bản thân được hạnh phúc mà không chịu trải qua những gian nan, thử thách. Giờ ngươi đã là một ngọn núi, vậy ngươi hãy học cách chấp nhận với bản thân, với số phận của mình đi. Không, ta không muốn trở thành ngọn núi. À, đau quá. Ta muốn trở lại thành người thợ đẽo đá ngày xưa. À, đau quá, đau quá. Đừng tự lừa dối mình. Ba biết rồi, đúng chủ nhật tuần sau, ba sẽ đi câu cá với con. Ba hứa đó nha. Ừ, ba hứa. Thôi, ra ngoài chơi cho ba làm việc. Dạ, thưa ba. Thôi,
mình không chơi bi với các cậu nữa đâu. Mình về trước đi. Trời ơi, mãi chủ nhật tuần sau mới được đi câu cá. Sao mà lâu quá? Ông Nam ơi! Ông Nam ơi! Ông Nam có bán cá không? Lại đi vắng nữa rồi. Người làng nói quả không sai, cá nhà ông Năm to thật. Con đang làm gì ở đây thế? Con có trông thấy cái bảng cấm câu cá đằng kia không? Dạ, con có thấy ạ. Có thấy, tức là con cũng biết rõ việc con đang làm là sai. Nhưng con chỉ câu cá vì thích thôi, chứ con không có ý định ăn trộm cá nhà ông Năm. Dù thích hay không, nhưng đây là ao cá nhà ông Năm. Cá câu được, con lại thả xuống ao cho ông ấy mà. Thế con không nghĩ rằng mỗi lần con làm như thế, cá sẽ bị thương sao? Con trai à, một việc làm sai dù có ai biết hay không thì nó vẫn sai con à. Lời hứa. Mẹ ơi, con về rồi đây. Hai cha con về rồi đó à? Đi đâu mà lâu thế? Làm mẹ đợi cơm nguội hết cả rồi nè. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, ba sắm cho con bao nhiêu là đồ. Hai cha con khuân cả chợ huyện về đây hay sao mà lắm thế? Con nói cả năm học hành vất vả rồi, Tết cũng sắp đến rồi, cũng phải khích lệ cu cậu tí chứ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, bộ này có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm con. Được thưởng rồi là năm sau phải học giỏi hơn nữa đó nha chưa? Vâng ạ. Huy ơi, sang đây chơi không? Ba tớ vừa dẫn tớ đi mua nhiều thứ lắm, đẹp ơi là đẹp. Tớ... Huy à, cháu đứng nói làm gì? Sang chơi với Bi này. Dạ thôi ạ. Cháu chào cô chú. Đây, sang đây mình cho xem đồ nè. Thôi, mình vừa nghe thấy cậu khoe với mẹ rồi. Tội nghiệp thằng bé. Bố mẹ mất sớm, hai bà cháu nuôi nhau, gia cảnh khó khăn. Bằng tuổi thằng cu Bi mà nó thiệt thòi quá. Huy, chú Bảo, năm tới cháu nhớ luôn ngoan ngoãn, học giỏi. Tết năm sau chú sẽ chở cháu cùng đi chợ Tết với bạn Bi, được không? Chú nói thật ạ? Thật chứ? Đúng rồi, thế nên năm sau cả hai bạn cũng phải cố gắng để luôn trở thành con ngoan trò giỏi nha. Vâng ạ, cháu hứa. Cháu cảm ơn cô chú. Cháu phải khoe ngay với bà mới được. Bà ơi. Một năm sau. Mẹ ơi, cây đào kia đẹp quá kìa. Ừ, mẹ con mình lại xem đi con. Mẹ ơi, rồi lát nữa mẹ mua con một cái cặp sách mới được không ạ? Cái thằng này biết là năm nào cũng được ba mẹ tặng quà nên đòi hỏi ghê quá. Được rồi, phần thưởng học sinh giỏi đó nha chưa? Con cảm ơn mẹ. Nào, tiễn năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới thành công đi anh em. 100% nha. Nhất trí. Huy à, bạn Bi đi chợ với mẹ rồi, không có nhà. Vâng ạ. Ăn đi, gà sạch nhà tôi nuôi đấy. Bảo sao thịt chắc thế. 100% nha.
Nhất trí. Chú đã bảo bạn Bi đi chợ với mẹ chưa về nhà. Cháu về đi. Tí khi nào Bi về, chú bảo bạn sang. Đừng đứng thập thò đấy, con chó nó cứ sủa hoài. Cháu. Huy, chào chú với. Chú xin lỗi cháu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.